Người ta nói người tu là ngồi mát ăn mắt vàng, thầy chùa là ngồi mát ăn mắt vàng. Và nếu như thực sự ngồi mát ăn mắt vàng mà tại sao họ không đi, ý không vậy? Thì bây giờ giả dụ như mình bưng cái bát cơm là bát vàng và trong đó là cao lương mỹ vị, mình ra ngoài nắng mình ngồi mình ăn nắng cháy vậy đó, ra ngồi ăn thì cái bát vàng đó, cao lương mỹ vị đó, có còn là cao lương mỹ vị, có còn là bát vàng nữa không? Không, thầy đang nói là vật lý thôi nha. Anh bưng một thứ được gọi là cao lương mỹ vị và cái thứ đựng vô đó là vàng, nhưng mà anh ra một cái nơi thời tiết không ổn định thôi, nó làm cho anh khó chịu cái thân thôi, thì anh không còn thấy nó là cao lương mỹ vị và không còn thấy nó bát vàng rồi đó. Huống hồ gì trong lúc anh bưng cái miếng cơm đó và cái bát vàng đó mà trong tâm của anh đang bạo động, bạo động về hối tiếc quá khứ, bạo động về lo lắng tương lai, thì bát vàng đó cũng không bằng cái mẻ sành, cao lương mỹ vị đó cũng không bằng cơm trắng của một người tu ngồi ở trong mát. Mát là mát dưới bóng cây, ta đâu có ra nắng ta ngồi. Mát là mát cả dạ cả tâm, có tham lam đâu mà chờ đợi tương lai và hối tiếc những gì được hay không được, có giận hờn ai đâu mà trách móc mà muộn phiền trong lòng, khi trong tâm của họ vắng lặng những cái phiền não đau khổ mệt mỏi chờ đợi hy vọng mong ngóng đó, thì lòng của họ mát, mát trong tâm và mát dưới bóng cây nữa, ngồi giữa thiên nhiên và ăn một miếng cơm, và một ngày ăn một bữa hai bữa nó đâu lũ mà ăn ngon với lạ. Và ăn với một sự trân trọng rằng đây là những thứ ta đi xin, giống như hồi nãy là thầy ăn cái miếng bánh của chị vậy đó. À thầy, chị mới lên cũng vừa nghe thầy miếng bánh nhỏ nhỏ, thì cái thứ đó là thầy đi xin cái gì nữa. Hàng ngày là thầy xin y, thầy bận, thầy xin cơm, thầy ăn, thầy xin chỗ, thầy ở, cái thứ là mình xin, mình xin vô cái mình nói ô thỏa mãn, thì công nhận mình sướng điên sinh, nhưng mà không có hổ thẹn mà ngồi rướn đùi và thỏa mãn với cuộc sống ân sinh đó. Và mình thấy con người nha, bên này nếu mà mình là một con người thì mình cầm một cái thứ mà người ta mà mình đúng là bản chất là đi sinh khách sĩ mà, nhưng mà cái người dân kia là không phải bằng sự khinh thường ban bố mà là sự cung kính và dân hiến. Và mình hạnh phúc thứ nhất nhận ra mình là con của Thế Tôn, cho nên mới nhận được cái ân sủng đó. Người ta cúng dường là bởi vì cái áo này nó màu vàng và cái đồng này trọng lắm, cha mẹ họ ở nhà một miếng họ chưa chắc dâng, vậy mà họ lên đây bằng hai tay họ cúng dường cho mình, thì đó là tình yêu của họ dành cho Thế Tôn, và mình ăn cát và mình hạnh phúc vì điều đó. Mình hạnh phúc vì mình có một người thầy vĩ đại và có được con tim với chúng sanh khác. Khi mình ngồi xuống mình ăn không phải là hưởng thụ nó, mà là lòng tri ân của mình với cái người đó, và mình có nhân duyên với họ, và sự hiện hữu của họ đem đến cái thức ăn cho mình, đó là tình yêu của họ muốn gửi gắm cho mình. Và nếu như mình ăn cái chánh niệm thì mình nhận ra nếu như cái người đó họ thương mình một cách không có đúng quẻ, đúng quẻ tức là thương yêu nó một có một chút nhiễm ô của nam nữ, thì mình cũng không có sợ gì, không sợ hãi gì, mình hãy lấy cái chánh niệm đó mình rổ vô cái món ăn ấy, và mình thấy đây là một cái miếng bánh, đây là một miếng bánh ngọt, nó có một cái chút tình yêu ngọt của một người nữ người nam, thì mình lấy cái chánh niệm đó mình rọi cái ngọt đó ra, rọi cái ngọt nữ nam đó thành cái ngọt của tình thức. Chứ mình không khéo là mình ăn cái món đó một cách vô tình là mình nợ tình của người Phật tử kia, hoặc là mình nợ tình của người cho mình, hay họ cho mình cái miếng gỏi cuốn chẳng hạn, họ cuốn rất là kỹ trong đó, nếu mình ăn mà không tỉnh giác là họ sẽ cuốn luôn cái tim mình vào, không kiếp này thì kiếp sau. Còn nếu như mà mình lấy cái tỉnh thức này mình rọi vào gỏi cuốn đó, mình thấy con tim họ cuốn trong đó, mình ăn bằng ánh sáng chánh niệm, thì con tim đó nó biến thành tình yêu tỉnh thức. Sao thầy Ngọc Phương nói rất đúng quá, cái gì mà đa sự như khen quá vậy, nhưng mà không có tình yêu là xấu hết, chỉ có việc không có tỉnh thức để làm cái đinh rọi sáng cho tình yêu đó đi lên. Anh An á có nhân duyên với Ma Lan già 50 kiếp vợ chồng,
vẫn còn duyên đó, nhưng mà kiếp này không còn nghiệp nữa, vẫn ra vào gặp nhau đó. Chứ nếu không có duyên thì sao gặp nhau? Ma đang già sao vũ quá hết. Nhưng mà họ đã biến cái nghiệp kia thành cái duyên để kiếp này giúp đỡ nhau tu hành, là do bản lĩnh của họ ở đời này có hoàn toàn quyền quyết định cái nghiệp ngày xưa. Nghiệp có đó, nhưng mà mình sử dụng nó theo cách nào là hoàn toàn câu chuyện quyết định của mình. Cái giai này ở trước đó, việc của mình là đừng có bước lên, chứ đừng có đổ thừa nó. Cái giai là nghiệp, quá khứ nó còn đó, dù nó có xấu cỡ nào đi nữa thì nó cũng ở bên ngoài kia, chứ không phải là ở trong này. Việc của mình là ở trong đây chọn lựa phản ứng thái độ của mình bên ngoài, nó hoàn toàn là tự do của mình. Nên ngồi mát, mát tâm, còn cái thân dĩ nhiên lúc mát lúc không. Trời nắng mưa là chuyện ở bên ngoài, những bên ngoài là chuyện của trời. Chuyện của trời thì mình không, mình làm người chứ mình đâu có làm trời. Mình làm trời thì cũng bị người chế là trời. Trời ơi, cho nên mình không có quyết định được. Cái chuyện bên ngoài kia của thân xác vật lý, nhưng mà ít nhất mình quyết định được cái thái độ tâm của mình, là mình ngồi mát. Mát là mát dạ, mát lòng, mát tim, mát tâm tư của mình, không muộn phiền lo lắng đau khổ hối tiếc đợi chờ trong ngóc. Thì mình ăn dù là cơm nguội, mình ăn dù là cơm đi sinh, mình ăn dù là cơm rất đơn giản, muối tiêu, muối tương, rau cải chấm quanh ngày, nhưng mà tâm mình thử mà nó không có gì lo lắng hết. Mình ăn nó giống như là cao lương mỹ vị. Còn ngồi mát bắt vàng Ấn Độ, người ta ăn ta lấy tay ta bóc, ta để lên lá chuối ta ăn. Cái đó mới thực sự là nghệ thuật đẳng cấp ăn. Bởi vì khi cái tay mình bóc thức ăn là tự động có cơ chế thần kinh của mình lên tiếng, là nói chung bị nói đi, cái hệ tiêu hóa của mình là chuẩn bị một cái loại enzyme nào đặc biệt để tiếp đón thức ăn bên ngoài kia nha. Yes. Đó mới là thực sự nghệ thuật đỉnh cao của ăn uống. Rồi cái bát vàng là cái bát của mấy sư, cái bát mà mấy sư bỏ hết đồ ăn vô trong đó mà trộn đều lên, vừa nước vừa vừa đồ khô vừa đồ mặn vừa đồ kho vừa rau vừa chè, mấy sư trộn hết thấy đuối luôn hả. À, thật vậy là bỏ trộn đều hết mà lấy gì trộn mấy không, cái đây nè trộn màu cái vậy đó, bóc lủng. Sao vậy? Sao gọi nó là bát vàng vậy? Bởi vì á, khi mình dọn ra một dĩa A, dĩa B, dĩa C, dĩa D, tâm mình sẽ dán vào cái dĩa mình thích, và mình sẽ đưa cái đũa mình gắp hoài, mình tăng lên cái lòng tham. Dĩ nhiên vô trong miệng của mình là nó có cái mùi vị là mình thích nhai, cái đó là tham đã đành. Nhưng mà ít nhất mình không tham, mình lại lựa chọn nữa. Mình trộn hết vô đâu có lựa nữa. Cho nên mấy sư không còn ngon dễ, không rất là cẩn thận ở trong cái lòng tham của mình trong lúc mình ăn, cho nên trộn hết vô và lấy cái tay bóc lấm bỏ vô miệng, cái nào cũng như cái đó, ăn một nước qua bữa cho cái thân này để tu hành. Tức là ta không còn lấy cái việc ăn uống nuôi lớn lên cái thân xác tham dục này nữa. Cái bát là bát vàng, bát là bát giải thoát, bát là chuyển hóa cái tham sân si thành cái tỉnh thức, thành cái giác ngộ. Ta ngồi trong mát, ta ăn cái bát tỉnh thức, cho nên cái bát được gọi là bát vàng. Cái câu đó không còn là câu chê bai mỉa mai nữa, là một câu thần chú. Ngồi mát ăn bát vàng, tất cả cái bát nào mà có tỉnh thức ở trong đó, bát đó là vàng. Cái bát nào mà có lòng tham trong đó, nó có cái sự hưởng thụ không có tỉnh thức ở trong đó, dù nó là bát vàng thì cái bát đó nó cũng sẽ làm cho anh trở thành nô lệ của nó. Anh tất bật cả một đời đi kiếm được miếng ăn, và anh muốn bưng cái bát đó bằng vàng để cho thiên hạ thấy, chứ chẳng qua anh ở ngoài đảo khỉ không có ai, anh bưng bát vàng cho ai đấy, phải không? Nên cái niềm hạnh phúc bằng cách so sánh đó là niềm hạnh phúc bệnh hoạn, thì không có ai so sánh mình vui với ai. Cho nên ta ăn một mình,
ta ngồi một mình, ta ở một mình, ta không cần so sánh với một cái người nào bên ngoài kia để ta hạnh phúc, thì cái đó đúng là hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc vàng. Nên ai mà họ nói câu đó với cái tư cách mỉa mai á, là người đó đang mục đích hóa cuộc đời này không ngoài hai chữ con, một chữ con. Họ chưa thấy cái người trong phần con, họ là phần con người, nhưng họ nghĩ cái chuyện ăn à, thầy tu ngồi trong chùa ngồi mát ăn mắt vàng sướng, cúng dường cung phụng mấy ông làm chi à, họ đâu có thấy thầy tu đâu có phải là cái chuyện ăn, ăn là cái chuyện họ đi sinh mà. Họ sinh tức là họ không cần bỏ cuộc đời của họ vào đầu tư vào, bởi vì họ biết chuyện đó không quan trọng bằng những chuyện khác. Đó là nới rộng cái phạm vi của cái tự do và tỉnh thức trong tim của họ. Nên họ bỏ hết thời gian còn lại để họ phát triển cái thứ mà quan trọng hơn là cái phần con, đó là phần người. Còn người mình nói cái chuyện ăn uống là cái chuyện quan trọng của đời người, là người đó đang sống ở cái mức độ của phần con. Người ta mới nghĩ là thầy tu chạy vô trong chùa là để sống cái phần con đó, giống như họ đang sống cái phần con bên ngoài. Bởi vì họ sống phần con nên họ thấy người khác chỉ có là phần con. Còn mình không có ngại câu đó, bởi vì mình lấy cái phần con kia, mình lấy cái phần người mình nuôi lớn lên cái phần con kia, chứ không phải mình lấy cái phần con mình sống cái phần người. Mà đúng là thầy tu ngồi mát nha, mà đứng chùa không còn mát, ngồi gốc cây cũng mát. Còn cái bát á thì Phật tử họ cung kính lắm, họ mua những cái gì sang trọng nhất, đẹp nhất, chén bát à rất là đẹp. Nhưng mà đó là của tu sĩ đại thừa, còn tu sĩ bên Theravada thì họ ăn một cái bát như thế này thôi, mà không biết đâu thầy đi đến cái bát của mấy sư cũng đặc biệt lắm nha. Mấy sư làm ở bên trong nó rất là đẹp, và nhiều cái chất liệu cũng đặc biệt lắm. Đôi khi có cái quý hơn vàng cũng như chừng. Đó là nó trở qua một cái trò chơi khác rồi. Nó không đúng như vậy. Nó có nghĩa là họ nói những cái điều mà không phải không có. Hiểu không? Tức là những con người họ mượn cái chiếc áo này, họ tạo đời. Họ mượn đảo, họ tạo đời. Chứ không phải họ nói khơi khơi. Họ nói như vậy để cho những người tu chân thật họ tự tỉnh thức lấy lại chính mình. Còn người nào mà mượn đạo tạo đời, họ phải biết tự lòng hổ thẹn. Nên khi mà ai đó chê mình, cảm ơn họ. Okay. Một là người ở trên chê mình bởi vì họ thương, họ thấy cái lỗi chỉ ra, cảm ơn. Gặp một người như thế rất khó, đó là thầy mình chê đúng là thầy ta. Hai là cái người mà ghét mình à, vạch áo cho người sinh lưng, vạch lá tìm sâu. Ba là mình dở thiệt họ mới chê, thì mình dở thiệt cảm ơn. Còn nếu như mà họ vạch lá tìm sâu, mình không có sâu mà họ bắt sâu họ bỏ vô, thì đó là nghiệp của mình với họ. Nghiệp của mình với họ thì ít nhất mình phải có nghệ thuật để chuyển hóa. Đó là sâu á hay bụi á, thì chẳng hạn như mình là mặt gương, ở ngoài kia nó có bụi. Bụi là bởi vì là mình nói nó không phải hoa, tức là những thứ mình không thấy thích, cho nên mình nói nó là bụi, tức là những thứ mình không ưa. Thì bụi đó là kẻ nó nha. Mặt gương của mình là thấy thôi, mình đừng có lấy gương dính vô trong, mình đừng có lấy bụi dính vô trong gương của mình. Tức là mình đừng có lấy bụi dính vô trong mắt của mình, mắt mà nó xấu là do mình lấy bụi ngoài kia mình dán vô trong mắt. Vậy của mình là bụi là chuyện của nó. Tất cả cái thứ bên ngoài kia, người ta có khó khăn, người ta có xấu tệ cỡ nào chăng nữa, thì mình chỉ đơn thuần là thấy nó là bụi thôi. Đừng có lấy bụi dán gương của mình, đừng có lấy bụi bỏ vô mắt của mình, xấu mắt mình và lắm gương của mình. Đó là lựa chọn của mình. Này, hay ai chơi mình, nó có ba trường hợp đó, thì mình đều có cách để mà ứng xử.